6. Phẩm thiện hiện. Lúc bấy giờ, Phật bảo tôn giả thiện hiện, ông hãy đem biện tài tùy theo chúng đại Bồ Tát mà giảng nói pháp tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật Đa, dạy bảo truyền trao cho các đại Bồ Tát, làm cho họ thành tựu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Khi ấy, các đại Bồ Tát, đại Thanh Văn, chư thiên nhân vân vân đều nghĩ, tôn giả thiện hiện đem biện tài của mình tùy theo chúng đại Bồ Tát mà giảng nói pháp tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật Đa, dạy bảo truyền trao cho các đại Bồ Tát, làm cho họ thành tựu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Đó có phải là nhờ oai lực của Phật không? Tôn giả thiện hiện biết tâm niệm của các chúng đại Bồ Tát, đại Thanh Văn, chư thiên nhân, liền bảo tôn giả Xá Lợi Tử. Các đệ tử Phật, phàm nói ra điều gì, tất cả đều nhờ oai lực của Phật. Vì sao? Này Xá Lợi Tử, Như Lai giảng nói pháp yếu cho chúng sanh, các pháp tánh thường không trái nhau, các đệ tử Phật nương vào pháp ấy siêng hay tu học chứng thật tánh các pháp. Do đó những pháp mà Ngài nói cùng với pháp tánh không trái nhau, nên lời Phật nói như ngọn đèn truyền sáng mãi. Này Xá Lợi Tử, nhờ oai lực của Phật gia hộ, ta sẽ tùy theo chúng đại Bồ Tát mà giảng nói pháp tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật Đa, dạy bảo truyền trao cho các đại Bồ Tát, làm cho họ thành tựu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Chẳng phải là biện tài của mình có thể làm được việc này. Vì sao? Này Xá Lợi Tử, vì Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, không phải là cảnh giới của các thanh văn độc giác. Bấy giờ, tôn giả thiện hiện thưa, bạch Thế Tôn, như Phật nói, các đại Bồ Tát trong đây, pháp nào gọi là đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, con đều không thấy có một pháp nào có thể gọi là đại Bồ Tát, cũng không thấy có một pháp có thể gọi là Bát Nhã Ba La Mật Đa, hai tên như thế con đều không thấy, thì làm sao con có thể tùy chúng đại Bồ Tát mà giảng nói pháp tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật Đa, dạy bảo truyền trao cho các đại Bồ Tát, làm cho họ thành tựu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Phật bảo thiện hiện, đại Bồ Tát chỉ có tên, Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng chỉ có tên, hai tên như thế cũng chỉ có tên. Này thiện hiện, hai tên này không sanh không diệt, chỉ là giả lập, không ở trong, không ở ngoài, không ở khoảng giữa, nên bất khả đắc. Này thiện hiện, nên biết như ngã ở thế gian chỉ có giả danh như thế không sanh không diệt chỉ giả lập mà gọi là ngã, như vậy hữu tình mạng sống, sự sanh sự nuôi dưỡng, sĩ phu, bổ đặc già la, ý sanh đồng tử, người làm, người nhận, người biết, người thấy cũng chỉ có giả danh như thế không sanh không diệt chỉ là giả lập, nghĩa là hữu tình, cho đến người thấy tất cả như vậy chỉ có giả danh, các giả danh này không ở trong, không ở ngoài, không ở khoảng giữa nên bất khả đắc. Như vậy này thiện hiện, hoặc đại Bồ Tát hoặc Bát Nhã Ba La Mật Đa, nếu hai tên này đều là giả pháp như thế đều là không sanh không diệt chỉ là giả lập, không ở trong, không ở ngoài, không ở khoảng giữa nên bất khả đắc. Lại nữa này thiện hiện, như bên trong các sắc chỉ là giả pháp như thế không sanh không diệt chỉ là giả lập mà gọi là sắc, như vậy thọ tưởng hành thức cũng chỉ là giả pháp như thế không sanh không diệt chỉ giả lập mà gọi là thọ tưởng hành thức, như vậy tất cả chỉ có giả danh, các giả danh này không ở trong, không ở ngoài, không ở khoảng giữa nên bất khả đắc. Như vậy này thiện hiện, hoặc đại Bồ Tát hoặc Bát Nhã Ba La Mật Đa, nếu hai tên này đều là giả pháp như thế thì không sanh không diệt chỉ là giả lập, không ở trong, không ở ngoài, không ở khoảng giữa nên bất khả đắc. Lại nữa, này thiện hiện, ví như nhãn xứ chỉ là giả pháp như thế, không sanh không diệt, chỉ giả lập mà gọi là nhãn xứ. Như nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ cũng chỉ là giả pháp như thế, không sanh không diệt, chỉ giả lập mà gọi là nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ. Như vậy, tất cả chỉ có giả danh, các giả danh này không ở trong, không ở ngoài, không ở khoảng giữa nên bất khả đắc. Như vậy này thiện hiện, hoặc đại Bồ Tát hoặc Bát Nhã Ba La Mật Đa, nếu hai tên này đều là giả pháp như thế thì không sanh không diệt chỉ là giả lập, không ở trong, không ở ngoài, không ở khoảng giữa nên bất khả đắc.
Lại nữa, này thiện hiện, thí như sắc xứ chỉ là giả pháp. Giả pháp như thế, không sanh không diệt, chỉ giả lập mà gọi là sắc xứ. Như vậy, thanh hương vị xúc pháp xứ cũng chỉ là giả pháp. Giả pháp như thế, không sanh không diệt, chỉ giả lập mà gọi là thanh hương vị xúc pháp xứ. Như vậy, tất cả chỉ có giả danh. Các giả danh này không ở trong, không ở ngoài, không ở khoảng giữa, nên bất khả đắc. Như vậy, này thiện hiện, hoặc Đại Bồ Tát, hoặc Bát Nhã Ba La Mật Đa, nếu hai tên này đều là giả pháp như thế, không sanh không diệt, chỉ là giả lập, không ở trong, không ở ngoài, không ở khoảng giữa, nên bất khả đắc. Lại nữa, này thiện hiện, thí như nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới chỉ là giả pháp như thế, không sanh không diệt chỉ giả lập mà gọi là nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới. Như vậy, nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới, tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới, thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới, thân giới, xúc giới, thân thức giới, ý giới, pháp giới, ý thức giới cũng chỉ là giả pháp như thế. Không sanh, không diệt, chỉ giả lập mà gọi là nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới, cho đến ý giới, pháp giới, ý thức giới. Như vậy tất cả chỉ có giả danh. Các giả danh này không ở trong, không ở ngoài, không ở khoảng giữa, nên bất khả đắc. Như vậy, này thiện hiện, hoặc Đại Bồ Tát, hoặc Bát Nhã Ba La Mật Đa, nếu hai tên này đều là giả pháp, giả pháp như thế, không sanh không diệt, chỉ là giả lập, không ở trong, không ở ngoài, không ở khoảng giữa, nên bất khả đắc. Lại nữa, này thiện hiện, thí như trong thân, có đầu, cổ, vai, bắp tay, cánh tay, bụng, lưng, ngực, hông, eo, xương sống, đùi, đầu gối, bắp chân, ống chân, da, thịt, xương tủy, chỉ có giả danh như thế, không sanh, không diệt, chỉ giả lập mà gọi là các vật đầu cổ trong thân. Như vậy, tất cả chỉ có giả danh. Các giả danh này không ở trong, không ở ngoài, không ở khoảng giữa, nên bất khả đắc. Như vậy, này thiện hiện, hoặc Đại Bồ Tát, hoặc Bát Nhã Ba La Mật Đa, nếu hai tên này đều là giả pháp như thế, thì không sanh không diệt chỉ là giả lập, không ở trong, không ở ngoài, không ở khoảng giữa, nên bất khả đắc. Lại nữa, này thiện hiện, ví như các vật bên ngoài, như cỏ, cây, gốc, cành, lá, hoa, quả, vân vân, chỉ có giả danh như thế, không sanh, không diệt, chỉ giả lập mà gọi là các vật bên ngoài, cỏ, cây, gốc, vân vân. Như vậy tất cả chỉ có giả danh. Các giả danh này không ở trong, không ở ngoài, không ở khoảng giữa, nên bất khả đắc. Như vậy, này thiện hiện, hoặc Đại Bồ Tát, hoặc Bát Nhã Ba La Mật Đa, nếu hai tên này đều là giả danh, giả pháp như thế, không sanh, không diệt, chỉ là giả lập, không ở trong, không ở ngoài, không ở khoảng giữa, nên bất khả đắc. Lại nữa, này thiện hiện, ví như chư Phật quá khứ vị lai chỉ có giả danh như thế, không sanh không diệt, chỉ giả lập mà gọi là chư Phật quá khứ vị lai. Như vậy tất cả chỉ có giả danh. Các giả danh này không ở trong, không ở ngoài, không ở khoảng giữa, nên bất khả đắc. Như vậy, này thiện hiện, hoặc Đại Bồ Tát, hoặc Bát Nhã Ba La Mật Đa, nếu hai tên này đều là giả pháp như thế, không sanh không diệt, chỉ là giả lập, không ở trong, không ở ngoài, không ở khoảng giữa, nên bất khả đắc. Lại nữa, này thiện hiện, ví như cảnh trong mộng, tiếng vang, bóng sáng, việc huyễn, sóng nắng, trăng dưới nước, biến hóa chỉ có giả danh như thế, không sanh, không diệt, chỉ giả lập mà gọi là cảnh trong mộng cho đến biến hóa. Như vậy tất cả chỉ có giả danh. Các giả danh này không ở trong, không ở ngoài, không ở khoảng giữa, nên bất khả đắc. Như vậy, này thiện hiện, hoặc Đại Bồ Tát, hoặc Bát Nhã Ba La Mật Đa, nếu hai tên này đều là giả pháp như thế, không sanh không diệt, chỉ là giả lập, không ở trong, không ở ngoài, không ở khoảng giữa, nên bất khả đắc. Như vậy, này thiện hiện, các Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, đối với tất cả pháp, tên giả, pháp giả và phương tiện giả, nên phải tu học. Vì sao? Này thiện hiện, các Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa không nên quán danh sắc, hoặc thường hoặc vô thường, không nên quán danh thọ tưởng hành thức, hoặc thường hoặc vô thường,
không nên quán danh sắc hoặc vui hoặc khổ, không nên quán danh thọ tưởng hành thức hoặc vui hoặc khổ, không nên quán danh sắc hoặc ngã hoặc vô ngã, không nên quán danh thọ tưởng hành thức hoặc ngã hoặc vô ngã, không nên quán danh sắc hoặc tịnh hoặc bất tịnh, không nên quán danh thọ tưởng hành thức hoặc tịnh hoặc bất tịnh, không nên quán danh sắc hoặc không hoặc bất không, không nên quán danh thọ tưởng hành thức hoặc không hoặc bất không, không nên quán danh sắc hoặc hữu tướng hoặc vô tướng, không nên quán danh thọ tưởng hành thức hoặc hữu tướng hoặc vô tướng, không nên quán danh sắc hoặc hữu nguyện hoặc vô nguyện, không nên quán danh thọ tưởng hành thức hoặc hữu nguyện hoặc vô nguyện, không nên quán danh sắc hoặc tịch tịnh hoặc bất tịch tịnh, không nên quán danh thọ tưởng hành thức hoặc tịch tịnh hoặc bất tịch tịnh, không nên quán danh sắc hoặc viễn ly hoặc không viễn ly, không nên quán danh thọ tưởng hành thức hoặc viễn ly hoặc không viễn ly, không nên quán danh sắc hoặc tạp nhiễm hoặc thanh tịnh, không nên quán danh thọ tưởng hành thức hoặc tạp nhiễm hoặc thanh tịnh, không nên quán danh sắc hoặc sanh hoặc diệt, không nên quán danh thọ tưởng hành thức hoặc sanh hoặc diệt. Lại nữa, này thiện hiện các đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, không nên quán danh nhãn xứ hoặc thường hoặc vô thường, không nên quán danh nhĩ tý thiệt thân ý xứ hoặc thường hoặc vô thường, không nên quán danh nhãn xứ hoặc vui hoặc khổ, không nên quán danh nhĩ tý thiệt thân ý xứ hoặc vui hoặc khổ, không nên quán danh nhãn xứ hoặc ngã hoặc vô ngã, không nên quán danh nhĩ tý thiệt thân ý xứ hoặc ngã hoặc vô ngã, không nên quán danh nhãn xứ hoặc tịnh hoặc bất tịnh, không nên quán danh nhĩ tý thiệt thân ý xứ hoặc tịnh hoặc bất tịnh, không nên quán danh nhãn xứ hoặc không hoặc bất không, không nên quán danh nhĩ tý thiệt thân ý xứ hoặc không hoặc bất không, không nên quán danh nhãn xứ hoặc hữu tướng hoặc vô tướng, không nên quán danh nhĩ tý thiệt thân ý xứ hoặc hữu tướng hoặc vô tướng, không nên quán danh nhãn xứ hoặc hữu nguyện hoặc vô nguyện, không nên quán danh nhĩ tý thiệt thân ý xứ hoặc hữu nguyện hoặc vô nguyện, không nên quán danh nhãn xứ hoặc tịch tịnh hoặc bất tịch tịnh, không nên quán danh nhĩ tý thiệt thân ý xứ hoặc tịch tịnh hoặc bất tịch tịnh, không nên quán danh nhãn xứ hoặc viễn ly hoặc không viễn ly, không nên quán danh nhĩ tý thiệt thân ý xứ hoặc viễn ly hoặc không viễn ly, không nên quán danh nhãn xứ hoặc tạp nhiễm hoặc thanh tịnh, không nên quán danh nhĩ tý thiệt thân ý xứ hoặc tạp nhiễm hoặc thanh tịnh, không nên quán danh nhãn xứ hoặc sanh hoặc diệt, không nên quán danh nhĩ tý thiệt thân ý xứ hoặc sanh hoặc diệt. Lại nữa, này thiện hiện các đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, không nên quán danh sắc xứ hoặc thường hoặc vô thường, không nên quán danh thanh hương vị xúc pháp xứ hoặc thường hoặc vô thường, không nên quán danh sắc xứ hoặc vui hoặc khổ, không nên quán danh thanh hương vị xúc pháp xứ hoặc vui hoặc khổ, không nên quán danh sắc xứ hoặc ngã hoặc vô ngã, không nên quán danh thanh hương vị xúc pháp xứ hoặc ngã hoặc vô ngã, không nên quán danh sắc xứ hoặc tịnh hoặc bất tịnh, không nên quán danh thanh hương vị xúc pháp xứ hoặc tịnh hoặc bất tịnh, không nên quán danh sắc xứ hoặc không hoặc bất không, không nên quán danh thanh hương vị xúc pháp xứ hoặc không hoặc bất không, không nên quán danh sắc xứ hoặc hữu tướng hoặc vô tướng, không nên quán danh thanh hương vị xúc pháp xứ hoặc hữu tướng hoặc vô tướng, không nên quán danh sắc xứ hoặc hữu nguyện hoặc vô nguyện, không nên quán danh thanh hương vị xúc pháp xứ hoặc hữu nguyện hoặc vô nguyện, không nên quán danh sắc xứ hoặc tịch tịnh hoặc bất tịch tịnh, không nên quán danh thanh hương vị xúc pháp xứ hoặc tịch tịnh hoặc bất tịch tịnh, không nên quán danh sắc xứ hoặc viễn ly hoặc không viễn ly, không nên quán danh thanh hương vị xúc pháp xứ hoặc viễn ly hoặc không viễn ly, không nên quán danh sắc xứ hoặc tạp nhiễm hoặc thanh tịnh, không nên quán danh thanh hương vị xúc pháp xứ hoặc tạp nhiễm hoặc thanh tịnh, không nên quán danh sắc xứ hoặc sanh hoặc diệt, không nên quán danh thanh hương vị xúc pháp xứ hoặc sanh hoặc diệt. Lại nữa, này thiện hiện tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, các đại Bồ Tát không nên quán danh nhãn giới hoặc thường hoặc vô thường, không nên quán sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng tên của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra hoặc thường hoặc vô thường, không nên quán danh nhãn giới hoặc vui hoặc khổ, không nên quán sắc giới cho đến danh các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra hoặc vui hoặc khổ, không nên quán danh nhãn giới hoặc ngã hoặc vô ngã, không nên quán sắc giới cho đến danh các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra hoặc ngã hoặc vô ngã, không nên quán danh nhãn giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh, không nên quán sắc giới
cho đến danh các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Không nên quán danh nhãn giới hoặc không hoặc bất không, không nên quán sắc giới cho đến danh các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra hoặc không hoặc bất không. Không nên quán danh nhãn giới hoặc hữu tướng hoặc vô tướng, không nên quán sắc giới cho đến danh các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra hoặc hữu tướng hoặc vô tướng. Không nên quán danh nhãn giới hoặc hữu nguyện hoặc vô nguyện, không nên quán sắc giới cho đến danh các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra hoặc hữu nguyện hoặc vô nguyện. Không nên quán danh nhãn giới hoặc tịch tịnh hoặc bất tịch tịnh, không nên quán sắc giới cho đến danh các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra hoặc tịch tịnh hoặc bất tịch tịnh. Không nên quán danh nhãn giới hoặc viễn ly hoặc không viễn ly, không nên quán sắc giới cho đến danh các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra hoặc viễn ly hoặc không viễn ly. Không nên quán danh nhãn giới hoặc tạp nhiễm hoặc thanh tịnh, không nên quán sắc giới cho đến danh các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra hoặc tạp nhiễm hoặc thanh tịnh. Không nên quán danh nhãn giới hoặc sanh hoặc diệt, không nên quán sắc giới cho đến danh các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra hoặc sanh hoặc diệt. Không nên quán danh nhĩ giới hoặc thường hoặc vô thường, không nên quán thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng với danh của các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra hoặc thường hoặc vô thường. Không nên quán danh nhĩ giới hoặc vui hoặc khổ, không nên quán thanh giới cho đến danh các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra hoặc vui hoặc khổ. Không nên quán danh nhĩ giới hoặc ngã hoặc vô ngã, không nên quán thanh giới cho đến danh các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra hoặc ngã hoặc vô ngã. Không nên quán danh nhĩ giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh, không nên quán thanh giới cho đến danh các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Không nên quán danh nhĩ giới hoặc không hoặc bất không, không nên quán thanh giới cho đến danh các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra hoặc không hoặc bất không. Không nên quán danh nhĩ giới hoặc hữu tướng hoặc vô tướng, không nên quán thanh giới cho đến danh các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra hoặc hữu tướng hoặc vô tướng. Không nên quán danh nhĩ giới hoặc hữu nguyện hoặc vô nguyện, không nên quán thanh giới cho đến danh các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra hoặc hữu nguyện hoặc vô nguyện. Không nên quán danh nhĩ giới hoặc tịch tịnh hoặc bất tịch tịnh, không nên quán thanh giới cho đến danh các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra hoặc tịch tịnh hoặc bất tịch tịnh. Không nên quán danh nhĩ giới hoặc viễn ly hoặc không viễn ly, không nên quán thanh giới cho đến danh các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra hoặc viễn ly hoặc không viễn ly. Không nên quán danh nhĩ giới hoặc tạp nhiễm hoặc thanh tịnh, không nên quán thanh giới cho đến danh các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra hoặc tạp nhiễm hoặc thanh tịnh. Không nên quán danh nhĩ giới hoặc sanh hoặc diệt, không nên quán thanh giới cho đến danh các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra hoặc sanh hoặc diệt. Không nên quán danh tỷ giới hoặc thường hoặc vô thường, không nên quán hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng với danh của các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra hoặc thường hoặc vô thường. Không nên quán danh tỷ giới hoặc vui hoặc khổ, không nên quán hương giới cho đến danh các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra hoặc vui hoặc khổ. Không nên quán danh tỷ giới hoặc ngã hoặc vô ngã, không nên quán hương giới cho đến danh các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra hoặc ngã hoặc vô ngã. Không nên quán danh tỷ giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh, không nên quán hương giới cho đến danh các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Không nên quán danh tỷ giới hoặc không hoặc bất không, không nên quán hương giới cho đến danh các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra hoặc không hoặc bất không. Không nên quán danh tỷ giới hoặc hữu tướng hoặc vô tướng, không nên quán hương giới cho đến danh các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra hoặc hữu tướng hoặc vô tướng. Không nên quán danh tỷ giới hoặc hữu nguyện hoặc vô nguyện, không nên quán hương giới cho đến danh các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra hoặc hữu nguyện hoặc vô nguyện. Không nên quán danh tỷ giới hoặc tịch tịnh hoặc bất tịch tịnh, không nên quán hương giới cho đến danh các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra hoặc tịch tịnh hoặc bất tịch tịnh. Không nên quán danh tỷ giới hoặc viễn ly hoặc không viễn ly, không nên quán hương giới cho đến danh các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra hoặc viễn ly hoặc không viễn ly. Không nên quán danh tỷ giới hoặc tạp nhiễm hoặc thanh tịnh, không nên quán hương giới cho đến danh các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra hoặc tạp nhiễm hoặc thanh tịnh. Không nên quán danh tỷ giới hoặc sanh hoặc diệt, không nên quán hương giới cho đến danh các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra hoặc sanh hoặc diệt.
không nên quán danh thiệt giới hoặc thường hoặc vô thường, không nên quán vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng với danh của các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra hoặc thường hoặc vô thường, không nên quán danh thiệt giới hoặc vui hoặc khổ, không nên quán vị giới cho đến danh các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra hoặc vui hoặc khổ, không nên quán danh thiệt giới hoặc ngã hoặc vô ngã, không nên quán vị giới cho đến danh các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra hoặc ngã hoặc vô ngã, không nên quán danh thiệt giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh, không nên quán vị giới cho đến danh các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh, không nên quán danh thiệt giới hoặc không hoặc bất không, không nên quán vị giới cho đến danh các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra hoặc không hoặc bất không, không nên quán danh thiệt giới hoặc hữu tướng hoặc vô tướng, không nên quán vị giới cho đến danh các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra hoặc hữu tướng hoặc vô tướng, không nên quán danh thiệt giới hoặc hữu nguyện hoặc vô nguyện, không nên quán vị giới cho đến danh các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra hoặc hữu nguyện hoặc vô nguyện, không nên quán danh thiệt giới hoặc tịch tịnh hoặc bất tịch tịnh, không nên quán vị giới cho đến danh các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra hoặc tịch tịnh hoặc bất tịch tịnh, không nên quán danh thiệt giới hoặc viễn ly hoặc không viễn ly, không nên quán vị giới cho đến danh các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra hoặc viễn ly hoặc không viễn ly, không nên quán danh thiệt giới hoặc tạp nhiễm hoặc thanh tịnh, không nên quán vị giới cho đến danh các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra hoặc tạp nhiễm hoặc thanh tịnh, không nên quán danh thiệt giới hoặc sanh hoặc diệt, không nên quán vị giới cho đến danh các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra hoặc sanh hoặc diệt, không nên quán danh thân giới hoặc thường hoặc vô thường, không nên quán xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ,